xin chào các bạn nhé, mình là Adu đây. Và đây là Thùy. Chào mừng các bạn đến với Giang A Pháo nhé. Một video mà hai anh em mình đi xuống nhà anh Mạnh nhá. Anh Mạnh về nhà có việc các bạn ạ. Và được lời mời của anh Mạnh xuống nhà anh Mạnh chơi. Thì mình và Thùy hôm nay sẽ đi chơi nhá. Hôm nay được xuống nhà anh Mạnh đấy. Lần đầu tiên xuống nhà anh Mạnh đúng không? Đấy là lần đầu tiên luôn. Đó, cái cung đường này thì anh em mình đi khá là nguy hiểm các bạn ạ. Mình sẽ chèn một vài số hình ảnh flycam cho mọi người xem nhá. Cái đèo này nó rơi tầm 8 km đường đèo. Và hai anh em mình đi từ chỗ mình xuống nhà anh Mạnh khá là xa đấy, 30-40 km. Mình với 40 cây à? 40 cây. Mình và Thùy đi được một đoạn rồi. Đến đoạn này thấy đẹp đẹp thì hai anh em mình xuống đây ngắm cảnh một tí đã rồi sẽ đi. Và đó, mình đi được 1/3 quãng đường rồi nhá. Mình biết đường đi nhà anh Mạnh. Còn Thùy lần đầu xuống, anh em chơi với nhau mà mãi chưa biết đường đúng không? Bây giờ mới mời xuống nhà đúng không? Ừ. Rồi, let's go nhá. Còn mình sẽ di chuyển đi. Rồi, mời các bạn cùng theo dõi. Let's go. Mình đi một đoạn thì đến đây thì muốn qua nhà anh Mạnh ấy thì phải qua đò các bạn ạ. Nhà anh Mạnh ở bên kia sông nhá. Đó. Mình qua đò. Thùy đi đò bây giờ không? Qua nhà em có đường đò không? Mặt Thùy như ninja rồi. Hả? Sợ không? Có biết bơi không? Không biết bơi nhưng mà em đi như này rồi. Bắt đầu di chuyển rồi các bạn ạ. Bọn mình tới nhà anh Mạnh rồi các bạn ạ. Trời nắng rồi. Mạnh thì không biết đang làm gì đây. Bọn mình sẽ để xe đây cho nó râm ấy. Ở trong kia thì không có chỗ râm. À, chỗ kia có chỗ để xe không anh Mạnh? Trong nhà có chỗ để xe không? Ok. Rồi, đến nhà anh Mạnh rồi các bạn ạ. Thùy thì vào trước rồi. Thì mang một túi đồ vào trước đây. Chào cho bác. Đó. Không biết ông Mạnh hôm nay tiếp đón Thùy cái gì đây. Chứ gì đúng không? Hả? Tiếp đón rau ngon này thôi à? Thế thôi. Ôi dồi ôi. Cái nhà lá vườn đúng không? Cái nhà lá vườn ao. Đằng kia là anh Mạnh có món gì đây? Chị chùa quá anh đội. Thật. Tiếp đãi bạn Thúy xinh gái món toàn rau ấy. Với nước đắng này thì mấy chục cây số. Có mà lần sau mời xuống, rước xuống còn không xuống ấy. Thôi cái nhà lá bờ ao, Thùy bảo Thùy ăn thịt mái chán rồi. Bây giờ thôi cho ăn rau vậy. Đây là rau nhà mình hết đúng không anh? Vâng. Em chào anh. Đây là anh rể của anh Mạnh mọi người. Hai anh em đang nấu cơm. Em xem nào. Cái đấy là nộm à anh? Ăn cho mát nhỉ. Cái mướp đắng này này, đặt cho tủ lạnh cho nó lạnh và ăn với, ăn sống với ruốc thì tuyệt vời. Đang trên nồi là cái gì anh? Mình hơi tò mò, mình sang đây xem. Cá này anh nổi câu được hàm cá to. Cá này, cá à anh? Thuốc. Mình xem nào. Cá rô. Ôi, cá rô luộc các bạn ạ. Cá rô hơn nấu canh. Để cá con. Thơm đấy. Có lá gì ấy? Có hạt dổi hay lá gì? Thơm. Thôi, trả lại nguyên vẹn cho anh đi. Thùy ơi, anh Mạnh rủ đi bắt cá này, xuống bắt cá không? Có. Xuống ao nhá. Làm xuống không? Anh Mạnh rủ đi bắt cá mọi người ạ. Nhà anh Mạnh có cái ao to lắm. Anh đang làm chài đây. Đang... Nhà anh Mạnh có cá to lắm. Đúng rồi, anh giới thiệu cá to lắm để xem. To gì? Cá sống bằng cá. Cá nhà anh nghĩa là chỉ có ăn rêu để sống qua ngày thôi, hiểu không? Anh bảo là nuôi cá chê 3 năm được 1 cân các bạn ạ. Cá sạch đúng không anh? Cá đấy người ta ăn chất lượng, sạch.
ăn rêu xong qua ngày. Ok, cái này không phải bằng cước à anh? Không, bằng dù. Bằng dù các bạn ạ. Đưa hết rồi, rách hết rồi. Rách này thì... Này bắt cá to quá, rách hết rồi. Nhà mình chẳng có cá to để bắt. Đây, đằng sau nhà của anh Mạnh đấy các bạn ạ. Ở đây mát nhở, ở đây mát trong nhà đấy. Ngoài này. Ui ôi. Nhà anh có củ này này. To thế. Cây gấc. Cây này phải rơi phải chục năm rồi à. Không dùng để làm gì à? Bán cho em. Bán cho em. Bán không? Để ngâm rượu. Nào anh đào cả gốc lên là anh lấy cái bình to về anh ngâm rượu. Ngâm rượu à? Cái này ngâm rượu là một thuốc các bạn ạ. Và nó là thuốc gốc mà, toàn thân là thuốc. Nhất là hạt và rễ. Ồ, anh Mạnh đã quăng chài rồi. Chắc gì đã được thế. Khiếp. Ây à. Lỗ gì? À thế à? Được luôn. Cái này phải lấy tay mò thì mới được. Cái này ngang khe rồi. Ném phát trúng con gà luôn à? Ném phát trúng con trai. Ném ở bùn ở trong cái ống kìa. Dính luôn mặt mình. Ra rồi. Há cái gì? Khá là to nhưng mà khả năng phải ra. Đầm rồi. Cuối cùng được một con rồi các bạn ạ. Được một con cá chép. Đâu rồi anh? Ở đây. Đâu ạ? Đây đây đây. Tối quá nhỉ. Đây Thùy em. Con cá to lù lù này nhìn mãi mà. Cá dưới ao lấy bờ mà không bắt được thì thôi đấy. Bắt được. Con này, con chép này, khá là to. Tạm con á. Một bụng trứng. Thật, thế thôi anh ạ. Thôi. Em thấy ở nhà có cá rô luộc rồi đấy. Nhà chú hôm rồi ăn cơm đi ạ. Vâng, bỏ theo cùng Thùy nhá. Chụp cô. Mà anh Mạnh thì vừa đi cấy về. Cấy về muộn thì cô nhỉ? Hello. Đang làm gì đấy cậu? Hả? Em sợ cá ấy. Em thích ăn. Cô nhà cô cấy chưa? Cấy rồi, cấy xong rồi. Cấy hết rồi à? Đang định xuống nhà anh Mạnh, tới nhà anh Mạnh cấy. Đấy á? Vâng. Hôm nay rủ chặt xuống. Yêu, rủ hôm nào? Mãi hôm nay được rủ đúng không nhở? Mãi là rủ bắt đi luôn. Đúng rồi, sáng sớm bắt rủ bắt đi luôn mà Thùy ấy. Mình nhắn tin. Em làm gì ấy? Em có làm gì đâu, xuống nhanh Mạnh chơi đi. Có đi. Sáng sớm nay mình cũng được thông báo các bạn ạ. Anh Mạnh gọi điện thoại. Em ơi, xuống nhà anh chơi đi. Vâng luôn chứ. Anh Mạnh về nhà làm gì anh Mạnh? Mới hôm nay này. Anh về làm nhà. Làm nhà gì anh? Làm nhà bếp. À, vì xây nhà à? Chuẩn bị lấy vợ à?
Ác anh nhỉ? Ác đấy. Mai đường đi khó không? Bắt đi em nào chưa? Đi quay mãi bắt đi em nào chưa? Chưa, bắt vợ quay cho bác nhà chẳng bắt được con nào. Chẳng bắt được con nào. Chẳng bắt được con vợ nào đúng không? Các mày chạy hết rồi, chứ không bắt được đâu. Anh Mạnh chuẩn bị xây nhà lấy vợ đấy các bạn ạ. Bạn nào có nhu cầu thì đăng ký. Nói với Mạnh đăng ký nhá. Anh Mạnh chưa có người yêu đâu. Có người yêu nhé, các bạn nhé. Mình đăng ký đi nè. Ác đấy, chuẩn bị cho nhà mới rồi Thùy. Kinh vậy. Mình xem nào đi còn gì nữa. Anh Mạnh, con cá này anh sẽ làm như nào? Ồ, này tim con cá vẫn còn đập kìa em. Thì kìa. Ở đây, tim con cá vẫn còn đập này. Nó còn sống này. Ôi, tối quá. Thấy không? Đó. Nó còn đập đây. Lạc quá. Ôi, kệ đi. Con cá này sẽ làm gì anh Mạnh ơi? Anh nướng. Nướng á? À, cá hấp. Nướng đi. Em nướng nhất thì nhá. Hai anh nướng, anh nướng. Thôi, khách để anh. Anh không phải khách ạ? À? Anh không phải khách đâu, anh với Mạnh ở với nhau à? Chung chăn chung gối rồi. Qua đi với nhau suốt ngày. Mọi người đang bàn bảo là con cá này cả áo có sót đúng một con. Số may nhiều đấy. Chơi thả mấy kia đấy. Mày như con. Anh phải sẽ nướng nhé. Kẹp vào nướng thôi mà các bạn. Nướng thì nhà anh Mạnh dùng tiện dùng cái lõi ngô này. Gọi là gì ạ? Chá ngô ạ? Bạn Thùy luộc rau ngót mọi người. Mùa này thì chỉ có đồ luộc với lại gỏi hoặc là nộm thôi. Nóng lắm. Mình hình như bị gì bị say nắng hay sao các bạn? Từ nãy giờ bắt đầu người cứ đầu cứ choáng choáng ấy, không biết nói gì cả. Anh em sáng chưa? Anh chưa? Hả? Xe nắng này, đi nắng này. Mình nghĩ thế. Vãi mồ hôi mà. Hôm nay những hình ảnh mình quay thì mình sẽ quay thôi nhá. Mình sẽ ít nói đi các bạn ạ. Vì mình cảm thấy trong người hơi không được tốt cho lắm. Cảm mình bị ốm. Hình như là mình bị say nắng rồi. Thật đấy. Anh bảo em sẽ nắng sao? Đi nắng quá. Không ăn sáng không mà đi nắng ấy. Tí nữa thì uống một cốc nữa nhá. Nhà anh không uống một chén nữa rồi đâu. Em biết mà. Em uống một bát rồi nha. Rồi, đằng này thì con cá đang được nướng các bạn ạ. Anh Mạnh đâu vậy? Đi mua nước nói. Trời ơi, một túi như thế à? Hả Mạnh? Đâu, quay xe. Bình thường mình xuống đây mình có được uống rượu đâu mà. Mỗi thủy xuống đây Mạnh mới đi mua nhiều này thôi. Có vẻ là quý lắm ấy. Đây, có sách luôn mà. Nhà chẳng có gì ngoài rượu không? Bác nộm cái gì đấy bác? Đi chuối hả? Bắp bì, hoa chuối.
Mùa này chỉ có ăn nộm thôi bác nhỉ? Nóng này. Không có cái gì không có gì. Thái đi bếp thịt đi. Cái này cũng được cô ạ. Hôm nay chợ quê có. Hôm nay bọn cháu đi qua ấy thì 10 giờ gần như là chợ nghỉ hết rồi. Đi qua chợ không còn gì nữa. Thịt nghỉ, rau nghỉ. Ở đây mình mua con lợn 2 tạ, nhưng 2 tạ mà còn không có. Thế à? Mua lợn lâu lâu mới mua, mua lợn to nữa này, họ ăn lắm. Vâng. Xong bây giờ nó ngày mùa nó có tiền nữa mà. Đầu vụ đúng không? Bác đặt nên mà họ ăn hết lúc sáng thì không biết thấy à. Vâng ạ, lúc cháu đi qua là hết rồi ạ. Lúc từ cô qua mà có hàng cô lấy thì mà không có tí nào nữa. Thế ạ, vâng. Muốn con nữa nhỉ? 10 người ấy. Nhà anh cấy xong chưa anh Mạnh? 10 người thôi. Nhà anh cấy xong chưa? Nhà anh chưa. Chiều nay em đi cấy cho nhá. Về hộ bố mẹ được mấy ngày. Chiều nay em đi hộ ba bà cấy nhá. Được. Thế ok thì, không? Thế còn gì bằng. Được thế, tốt quá. Vụ này đang vụ cấy mọi người ạ. Mẹ anh đang kêu ở gần này đau lưng quá rồi. Cấy nhiều. Nhà em ở dưới nhà chắc cũng đang cấy. Cũng gặp theo nhau mà. Vâng ạ. Tuy cái giỏi nhỉ? Không phải giỏi nhưng mà kiểu biết cấy thôi ấy. Nhà mình cũng có ruộng mà. Nên là cấy được. Chiều em đi cấy đỡ. Chúng cô ạ, à, cô ơi chiều cháu đỡ cô cấy nhá. Nhà cô còn nhiều ruộng không ạ? Có ít hơn xả. Vâng. Đây mẹ anh Mạnh. Kêu em món cá hấp này, Thùy sẽ hộ mình lấy ra nhé. Thùy bảo Thùy để Thùy làm. Không. Thùy hấp dẫn nhỉ? Mọi người lại bảo là Thùy không làm gì. Nhưng thực chất ra là Thùy làm nhá, nhưng mà cái cảnh đấy mình không quay đâu. Thùy hôm nay vất vả ấy nhỉ, xuống nhà anh ấy. Vất vả quá, phải bếp nóng. Toát hết mồ hôi. Nhìn các dạ bạn thơ quá nhỉ. Mình bị cảm nắng. Nhìn chán rồi đấy. Nhìn mình vừa đi nằm về. Mình sẽ hộ một tay vậy. Hôm nay anh có bê được không? Nặng đấy. Nặng nhá, hay bỏ ra đi. Hôm nay chắc không uống được rượu đâu á. Không uống đâu. Anh Mạnh nhắc lên luôn đi. Đó các bác ạ, hôm nay thì nhà anh Mạnh có thợ nữa. Nhà anh Mạnh chuẩn bị sửa nhà bếp nhá. Có thợ đi lấy cát các thứ về ngay sông đấy thôi. Nên là phải nấu cơm thêm. Mà có Thùy nhưng mà hôm nay mình nghĩ là mình sẽ không rượu đâu. Vì mình bị cảm nắng. Cảm nắng bạn Thùy. Thùy ạ, tại em thì anh bị cảm nắng ấy. Cảm nắng. Hả? Thùy hôm nay xuống chân lần đầu tiên là uống rượu nhiều rồi nhá, uống thay anh nhá. Uống thay anh là gì nữa, anh cũng uống được đâu. Nhà anh nhỉ? Thì uống thay anh đi, anh đèo về. Để anh đèo. Đó các bạn, mình điểm qua các món hôm nay. Ngày hôm nay nhà anh Mạnh tiếp đãi bạn Thùy nhá. Có cá nướng này, cá hấp này, lòng và nộm bắp bi. Có thêm gà này cơ. Mình khoái cái món này nhất này. Măng ớt trên Tây Bắc mình ngon lắm. Măng ớt trên mình ngon. Có rau của bạn Thùy luộc nữa cơ.
Em ơi, có 8 người thôi mà. Sao ạ? Có 8 người thôi mà. Cho gần gần tí. Thúy uống rượu đi còn gì nữa. Không uống à? Cái mâm cơm tại nhà anh Mạnh đã hoàn thành rồi nhá. Hôm nay Mạnh tiếp đón Thúy ghê thế. Ghê gớm thật đấy. Chẳng có gì mà rau. Cây nhà lá vườn. Toàn cây nhà lá vườn đấy các bạn ạ. Toàn đồ nhà anh Mạnh trồng được đấy. Nhà có điều kiện là toàn gì thôi. Không, đậu phụ. Có muốn mỗi đậu phụ với muối mì chính là không làm được rồi, còn lại là tự nhà làm hết các bạn. Lợn này một quán à? Hả? Đủ đủ ấy. Mẹ anh Mạnh đâu rồi? Anh đâu? Đi ra ngoài làm gì ạ? Con làm đấy. Con ăn cơm ạ. Uống rượu à? Ôi em xin phép thôi. Em đang vẫn bị cảm anh ạ. Em vẫn cảm nắng Thùy từ sáng giờ đây. Cảm nắng Thùy á? Với Thùy đi xe bị cảm nắng. Em like đúng không? Đúng rồi. Em tưởng say Thùy. Em nghĩ là say Thùy hơn là say nắng ấy. Thùy đô cơm nhá. Dạ vâng. Thì mọi người ăn cơm gia đình mình nhá. Đâu, thế thì thiếu hôm nay đúng không? Đúng không? Hả? Đúng không? Làm một tí. Làm một tí thì uống rượu. Uống rượu. Uống nhiều nước mà. Anh bảo uống rượu uống nhiều nước rồi. Môi tôi bụng trong. Em làm lên cái này thôi. Cái này là trống rồi. Đó, các món anh Mạnh làm chất lượng thật. Mình thích cái nộm này. Đó là ngon ngon trong các loại rau, còn so với thịt thì chắc không còn gì. Không còn gì. Không còn gì cả. Còn đây là ông ngoại. Đây là ông ngoại của ngoại. Em chưa hiểu đâu. Thế nào mà anh ông ngoại của phía ngoại. Anh rời em rồi đi. Ông ngoại này. Nhìn lớn quá. Có chuyện không hiểu đâu. Anh là bố ngoại. Ông ngoại kia thì lấy con của bác. Thì nhìn tâm ra bác là thành ông ngoại đúng không? Ông ngoại của... Của... Ông ngoại của đấy. Là cháu nội. Ông ngoại ông cháu ông, đây là ông ngoại ngoại ông ngoại đây là ông ngoại bố vợ, đây là con rể ông ngoại của cháu à, ông ngoại của cháu ngoại đấy cơ, đây là bố vững cơ sao còn bên kia vững là cái vững kia em vững hết đâu kia gì ông nội giống cái gì nhỉ ông nội giới thiệu cháu là cậu ngoại nhưng con thì cháu ra nhiều lúc bác là người ta hơi khó nhé là bố của ông nội đấy ông nội của em nói như người ngoại đấy của ông ngoại là bác là ông ngoại bố này ông nội của cháu ngoại và là bố của nhà thì anh nội bà đi tìm mới là không có tìm trẻ đây người ta không biết hiểu mà không biết gọi nhà nhưng mà cũng như được tin là ông ngoại nhất ngoại nhất con là đây là ông ngoại hà nội là ông ngoại ông ngoại ông ngoại rồi. Nhưng mà kiểu nếu uống thì tía giải thích cho. Để đi ném cái ống ra giải thích cho. Em cứ hết cốc kia thì có hiểu hết không ạ? Có hiểu nhé. Hết cốc kia thì hiểu. Hết nổi với ngoại. Nào, chú ơi. Cảm ơn ạ. Mời đây anh hết rồi, rót cái thứ hai rồi. Mời em rót, em mời anh uống đi. Rồi hết rồi. Uống tiếp, rót tiếp. Em mời cơ mà đấy là anh mời khác. Em uống là tí anh cái pet này, cái cốc này giải thích cho em xem. Ra ngay. Lại không? Em giờ tới. Rồi mà chưa. Cái tôi trai này có bé
chưa chắc đã hiểu đâu. Chẳng phải từ nội ngoại nó hơi lúc đầu này em chưa biết là con của anh nội hay là ngoại. Bây giờ biết rồi, có hiểu không? Đấy. Thế mà thường thường họ còn gọi là bố ngoại này là còn gọi là ông nội nữa đấy. Anh đố em biết là ông nội của ai cơ? Anh này người ta hay gọi là ông nội nữa. Ông nội, ông nội. Ông nội, vì gọi tên nội hay là nội mà. Lâu hiểu rồi. Ủa quá rồi, ngoài lắm không hiểu đâu. Mình đặt tên đâu cho, nếu bây giờ là họ có gọi đâu. Dạ, cũng đặt tên cho. Kiểu có lúc người ta gọi. Cái giá trước kia là gọi cho đặt tên sổ tên nuôi. Rồi các bạn, là một cái video mà của hành trình của mình và Thùy đi xuống nhà anh Mạnh chơi nhá. Bọn mình ăn cơm một chút xíu nữa là nghỉ ngơi. Hôm nay bọn mình đi hơi mệt. Mình nghỉ ngơi thì chiều sẽ cùng anh Mạnh đi chơi quanh quanh bản này, xem có những gì hay ho thì mình sẽ ghi hình lại nhá. Mình sẽ kết thúc video này tại đây đây. Mời các bạn xem tiếp tại video sau. Xin chào các bạn. Xin chào ạ.